Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần chủ trì hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Hội nghị được thực hiện trực tuyến đến các điểm cầu huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đức, Cần Giuộc, Thủ Thừa và thành phố Tân An. Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp là dịp để cộng đồng doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ các khó khăn vướng mắc, nhất là các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua đó, các sở ban ngành có liên quan sẽ lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, giải quyết thấu đáo các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp xung quanh các nội dung như giảm lãi suất cho vay tại các ngân hàng, giảm thuế, giảm tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ cho vay để trả lương cho công nhân, các gói hỗ trợ thu nhập cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19, các hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách và nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, lưu trú, du lịch, giải trí bị ảnh hưởng rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh hoặc tạm dừng hoạt động. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp chính là sự chung tay của tỉnh Long An với cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần khẳng định, chủ trương của lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp sẽ được Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời hoặc kiến nghị trung ương giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tất cả các doanh nghiệp sẽ nỗ lực tối đa đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động bình thường sau dịch bệnh COVID-19, nhất là phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất trong năm, góp phần thực hiện kế hoạch thắng lợi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An trong năm 2020.